Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, và tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa rất là rõ ràng ở trong buổi thờ phượng buổi sáng nay khi chúng ta hát bài hát Vì Giêsu Sống. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Jesus Christ, Ngài đang sống động và Ngài đang bước đi ở giữa vòng chúng ta. Và tôi tin rằng là Chúa Ngài sẽ tiếp tục làm việc nhiều hơn thế nữa. Vượt trên những cái cảm xúc con người chúng ta, Ngài sẽ bày tỏ sự hiện diện rõ ràng của Ngài ở trên tâm linh của chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng nay. Cảm ơn Chúa rất là tuyệt vời và rất là phước hạnh cho tôi được đến đây chia sẻ lời của Chúa cho quý mài chị em buổi sáng nay. Tôi nhìn thấy ở trong đôi mắt của quý mài chị em, những tín hữu tại đây cũng như là có những người mới đến đây đầy dẫy đức tin và cũng như có sự trông đợi và hy vọng nơi ơn của Chúa. Bởi vì ánh mắt quý vị cho tôi thấy điều đó, quý mài chị em. Chúng ta đang ở trong tháng của sự biết ơn, tháng của sự tri ân các mục sư. Bởi vì ở tại Hoa Kỳ ở trong tháng 10 này thì họ dành một tháng đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn đối với là những tôi tớ Chúa, những người mục sư. Và họ gọi cái tháng này đó là tháng Pastor Appreciation Month, tức là một tháng của sự trân quý các mục sư. Và hôm nay là ngày 9 tháng 10 là chủ nhật tuần thứ hai của tháng 10 thì chúng ta ở tại Hoa Kỳ họ có một cái ngày lễ đó là ngày biết ơn các mục sư. Và trong cái ngày lễ này thì các hội thánh của Chúa cầu nguyện chúc phước cho những tôi tớ Chúa. Ở Việt Nam của chúng ta thì không có cái ngày này, cho nên là chúng ta dùng cái ngày đó là 20 tháng 11, tức là ngày nhà giáo Việt Nam, để chúng ta bày tỏ cái sự biết ơn của chúng ta đối với là những người thầy, những người cô tin kính Chúa ở trong hội thánh. Tôi thiết nghĩ rằng là cái truyền thống này nó cũng rất là tốt đẹp, bởi vì lời của Chúa cũng nói với chúng ta rằng là chúng ta hãy nhớ đến người dắt dẫn của chúng ta. Chúng ta xem với tôi ở trong sách Hebrew đoạn số 13. Câu số 7 là của Chúa chép rằng là hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Câu 7, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Thưa quý mà chị em, con người chúng ta thường vẫn hoan nghênh những ngành nghề không mang lại giá trị thực sự gì cho họ, nhưng lại ít nghĩ đến những người đem lại giá trị cho nhiều người. Nếu như chúng ta chưa biết gì về mục sư thì nên biết rằng mục sư là một chức vụ, một công việc đòi hỏi nhiều sự hy sinh nhất mà tôi biết trên trái đất này. Cụ thể, một cầu thủ bóng đá có thể kiếm nhiều tiền hơn so với lại người bác sĩ. Diễn viên hài có thể kiếm nhiều tiền hơn so với lại những giáo viên. Nhưng hầu hết các mục sư kiếm được rất ít hoặc không có gì cả. Và bạn nghĩ họ ổn chăng? Cầu thủ bóng đá Messi có giúp ích gì cho cuộc sống của bạn? Huấn luyện viên Park Hang-seo có giúp gì cho bạn để cứu vãn hôn nhân hoặc giúp ai đó thoát khỏi sự nghiện ngập, thói hư tật xấu của tội lỗi hay không? Nhưng các mục sư thì liên quan chặt chẽ đến đời sống của bạn hàng ngày. Họ chịu trách nhiệm giúp cho các tín hữu sống tốt hơn, nhưng không hiếm khi ai đó thấy họ sở hữu điều gì lại tỏ thái độ như thể họ không xứng đáng. Có một mục sư trong suốt 39 năm qua thì ông đã đến đồn cảnh sát nhiều lần vì các thành viên trong hội thánh. Ông cũng thường đến các bệnh viện thức trắng đêm vì các thành viên trong hội thánh. Ông đã nhiều lần xa gia đình, từ bỏ những gì thuộc về mình để giúp đỡ, tư vấn cho các cuộc hôn nhân đang trên bờ vực ly hôn, hay tiến hành tang lễ cho tất cả các thành viên trong hội thánh. Gia đình tín hữu mà ông vừa ghé thăm mới tin Chúa, một thành viên trong gia đình gặp tai nạn thảm khốc và họ hỏi ông trong mắt rằng: "Mục sư ơi, tại sao chuyện này lại xảy ra chúng tôi vậy? Ai có nghĩa vụ phải trả lời một câu hỏi như vậy hay không?" "Không, nhưng mà chính mục sư phải trả lời, và rồi các mục sư sẽ an ủi, khôi phục lại niềm hy vọng ở trong tâm lòng của họ." Mục sư nghèo khổ thì rất có thể sẽ nghe những tín đồ nói rằng là sao ông không nhờ cậy Chúa. Còn mục sư giàu có thì có thể sẽ nghe rằng là chắc là tính làm thịnh vượng đây. Liệu có công bằng với các mục sư hay không? Ai khóc cũng có thể được xem là bình thường, nhưng mà khi mục sư khóc thì chắc có lẽ ông ấy sẽ được nghe rằng là sao ông lại yếu đức tin như vậy. Ai có thể mang những nan đề của mình đến nhà mục sư giải quyết, nhưng mà mấy ai hỏi mục sư rằng là mục sư đã ăn sáng gì trước khi giảng hay không? Mọi người đều có thể được tha thứ khi phạm lỗi lầm, nhưng mà sai lầm của mục sư thường là thật không thể tha thứ được, khó thật chấp nhận. Đã làm mục sư rồi sao lại như thế? Đa phần các mục sư đều gặp khó khăn về tài chính, phải làm rất là nhiều việc khác nhau để tồn tại và lo cho gia đình của mình. Nhưng họ sẽ không nói với bạn đâu, nhưng bạn đáng lẽ ra phải biết điều đó.
Thưa quý mài chị em, đây là một tài liệu mà tôi tìm thấy ở trên Internet và tôi rất là được đụng chạm bởi những lời này. Không phải bởi vì cớ tôi là mục sư cho nên tôi có thể đồng cảm được quý mài chị em. Nhưng mà đây thật sự là những gì mà tôi suy gẫm và nhận thấy rằng chính bản thân tôi cũng phải trân quý những người đã từng dìu dắt tôi đến với Chúa trong những ngày đầu tiên. Khi tôi đọc những cái dòng chữ này quý mài chị em thì tôi đã rớt nước mắt bởi vì tôi nhớ đến cái người mục sư đã từng cầu nguyện cho chính tôi và gia đình của tôi. Trong những ngày đầu tiên khi mà chúng tôi chưa biết gì về Chúa cả, ông đã dạy giáo lý và ông đã cầu nguyện chăm sóc giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi. Dẫu rằng chúng tôi sau đó thì được Chúa kêu gọi đi qua một cái công trường khác và không còn tiếp tục ở trong hội thánh đó nữa. Và ông đã về với Chúa năm ngoái, tức là năm 2021. Và chúng tôi rất là biết ơn Chúa bởi vì có một người tin kính Chúa đã dìu dắt và đã cầu nguyện cầu thay chúng tôi trong những tháng ngày mà chúng tôi chập chững bước đi theo Chúa. Thưa quý mài chị em, buổi sáng nay chúng ta trước khi nghe lời của Chúa, tôi muốn dành những phút đầu tiên này để chúng ta có thể cầu nguyện cho các mục sư trong hội thánh ngôn tuần Rema của chúng ta. Đặc biệt là mục sư tổng ủy nhiệm Huỳnh Lâm Bửu, ông đang ở tại Hoa Kỳ để đi công tác và phục vụ Chúa ở trong chuyến đi năm nay. Chúng ta có biết ơn Chúa bởi vì chúng ta có một mục sư tin kính Chúa và đầy ơn như là mục sư Huỳnh Lâm Bửu, khiến cho hội thánh của Chúa được phước và được kết quả như ngày hôm nay, không quý mài chị em? Người đời không có Chúa, người ta cũng nói với nhau rằng là ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta là những người ở trong hội thánh của Chúa được phước và được kết quả như ngày hôm nay. Anh chị em có nhớ đến người đã từng có công khó và giúp đỡ chúng ta ở trong những ngày tháng khó khăn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta không anh chị em? Riêng tôi thì tôi rất là biết ơn Chúa bởi vì tôi có một người lãnh đạo tin kính Chúa và đầy ơn của Chúa như một sư Huỳnh Lâm Bửu. Tôi thường hay cầu nguyện trong, dĩ nhiên là không phải thường xuyên, nhưng mà có những khi tôi cầu nguyện trong nước mắt, không những chỉ cho một sư Huỳnh Lâm Bửu nhưng mà cũng cho tất cả những người đồng lao với tôi ở trong hội thánh ngôn tuần Rema. Bởi vì khi chúng ta gieo trong yêu thương, chúng ta sẽ gặt lấy sự yêu thương. Amen anh chị em. Và phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Và khi chúng ta chúc phước cho một tội tớ của Chúa thì đó là lúc mà chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của thiên đàng đó anh chị em. Chúa nói rằng là ai cho một đứa nhỏ này một ly nước lạnh thôi thì cũng không mất phần thưởng. Nếu anh chị em cho một tôi tới Chúa một lời cầu nguyện chúc phước thì anh chị em cũng không mất phần thưởng đâu anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên với tôi và chúng ta sẽ cầu nguyện chúc phước cho những mục sư, cho những tôi tới của Chúa. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa giáo chúng con, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì ngày hôm nay là ngày mà chúng con trân quý các mục sư. Không phải là ở tại Việt Nam chúng con có ngày này, nhưng mà chúng con nhân cái cơ hội này để chúng con dặn lòng của chúng con rằng chúng con cần phải biết ơn những người mục sư, những người tôi tớ Chúa, là những người có công khó để dìu dắt chúng con cầu nguyện và linh hướng chúng con ở trong đời sống thuộc linh. Còn cảm ơn Chúa bởi vì đời sống của chúng con được Chúa đặt để ở trong nhà của Chúa. Mỗi người chúng con một vị trí, có một phần quan trọng rất là đặc biệt ở trong thân thể của Chúa Jesus Christ. Xin Chúa ngài ban ơn và giúp đỡ chúng con để chúng con có thể mặc lấy tình yêu của Chúa và cũng như sự thương xót của ngài để tiếp tục hoàn tất được công việc mà Chúa đặt để trên mỗi đời sống của chúng con. Và chúng con cũng là những chi thể của nhau, chúng con cũng phải quan tâm đến nhau để Chúa ơi. Và ngày hôm nay là ngày đặc biệt, chúng con quan tâm đến những tôi tớ của Chúa. Có những người họ đã hy sinh, họ dấn thân, họ vì Chúa ở những vùng sâu, vùng xa không ai biết đến, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng biết đến. Và chúng con là thánh của Chúa, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho mục sư Huỳnh Lâm Bửu hiện tại đang công tác ở tại Hoa Kỳ. Xin Chúa ngài ban ơn thêm sức cho ông được đầy ơn và sức mạnh ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ơi, xin quyền năng thánh linh của Chúa ở cùng với những lời giảng của ông để đem đến sự gây dựng và vững vàng cho đời sống của những con cái Chúa ở tại Hoa Kỳ. Và cũng như hội thánh của Chúa ở khắp nơi cũng sẽ được phước qua đời sống và chức vụ của ông. Con cầu nguyện xin Chúa ngài cũng ban phước cho tài chánh của gia đình ông ở tại Việt Nam, để hầu cho trong những ngày mà ông đi hầu vì Chúa ở tại Hoa Kỳ thì ông cũng nhìn thấy ơn phước của Chúa, sự chu cấp dư dật và đầy đủ của ngài ở trong gia đình của ông, trên vợ con của ông, ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Con ngợi khen Chúa bởi vì Chúa ngài cho hội thánh ngôn tuần Rema có những đầy tớ Chúa, đầy ơn của ngài và cũng như đầy sự yêu mến Chúa và hy sinh tận hiến cho công việc nhà ngài. Còn cầu nguyện cho tất cả những tôi tớ Chúa, những mục sư ở trong hội thánh ngôn tuần Rema. Ôi Chúa ơi, từ miền Trung cho đến miền Nam này, ở miền biển cũng như ở miền núi, trong danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa ngài đừng bỏ qua bất cứ con người nào Chúa ơi. Xin Chúa ngài chạm đến họ, từ người nam cho đến người nữ. Chúng con cầu nguyện và trình dâng tất cả những tôi tớ Chúa đó ở trong bàn tay của Cha. Quỳ xin Chúa ngài chăm sóc, ngài bảo hộ, gìn giữ họ như con ngươi của mắt ngài Chúa ơi. Và những bàn chân của họ đặt đến đâu, nơi đó sẽ được phước của Chúa, hội thánh của Chúa sẽ được phát triển và được gây dựng ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Xin Chúa tiếp trợ cho tài chánh và sức khỏe của họ, hậu từ của họ, gia đình của họ đầy dẫy sự bình an, phước hạnh của ngài. Con cảm ơn Cha, con xin dâng tất cả mọi sự vinh hiển thuộc về ngài và con cùng nhau hết lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý mời cha em, xin mời chúng ta cùng an toàn.
Và buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là nhén lại những ân tứ. Xin kính mời quý vị cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Timôthê thứ nhì, đoạn số 1. Timôthê thứ nhì đoạn số 1 từ câu 3 cho đến câu số 8. Và tôi xin phép đọc lời của Chúa ở đây. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước ở trong Louis và ngoài con, và trong Ernest mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy con chớ thèn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Cảm ơn Chúa, đây là những lời mà sứ đồ Phaolô nói với Timôthê, là người con đức tin mà Phaolô đã chăm sóc và đã cưu mang ở trong suốt những tháng ngày ông truyền giáo ở tại châu Âu. Và Timôthê được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa quý mà cha em. Từ bà ngoại cho đến mẹ của Timôthê là những con người đầy đức tin. Và đức tin của những người đó là đức tin thành thật quý mà cha em. Họ tin Chúa không phải vì cớ những phước hạnh hoặc là vì cớ quyền năng dấu kỳ phép lạ gì cả. Họ không phải tin Chúa vì cớ một cái danh lợi quyền nào đó. Nhưng mà họ tin Chúa bằng tất cả cái lương tâm thanh sạch của họ. Và Phaolô đã nhìn thấy đức tin của bà ngoại cũng như của mẹ của Timôthê. Và nay đức tin đó cũng đang ở trong Timôthê nữa quý mà cha. Timôthê là một con người có đức tin và sự tin kính nơi Đức Chúa Trời. Và ông là một người được sứ đồ Phaolô khen ngợi và tin cậy, trao phó cho rất là nhiều việc ở trong những công việc của hội thánh ở tại Ê-phê-sô. Và Timôthê cũng là một vị sứ đồ trẻ tuổi, qua chức vụ của Phaolô mà Timôthê được nâng cấp trở thành một sứ đồ. Dẫu rằng Timôthê được khen ngợi, được có một cái sự tín nhiệm như vậy ở trong những công việc nhà Chúa tại Ê-phê-sô, nhưng mà Timôthê có một điều mà Phaolô phải căn dặn. Đó là điều gì thưa quý mà cho em? Câu 6, ông khuyên như thế này: vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho con, mà con đã nhận lãnh bởi sự tay của ta. Thưa quý mà cho em, có những khi đời sống của chúng ta đầy dẫy những bông trái, những phẩm hạnh tốt lành của Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta có một đời sống bày tỏ ra sự sáng của Chúa qua tình yêu thương, qua những công việc làm tốt lành, gây dựng nhau ở trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà có những cái điều mà chúng ta bỏ quên đi trong đời sống của chúng ta. Và ở đây Phaolô đã nói với Timôthê rằng là con đã quên đi cái ơn mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống của con, và con phải nhen lại cái ơn đó. Chúng ta xem ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 4, Timôthê nhất đoạn 4 câu 14, Phaolô đã nói thế này đối với lại Timôthê: đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Như vậy thì vì một lý do nào đó mà Timôthê ông đã bỏ quên đi cái ơn đó ở trong đời sống của ông. Và bây giờ thì sứ đồ Phaolô ông nói rằng là con cần phải nhen lại cái ơn đó. Bởi vì nếu một người có một đời sống tin kính phẩm hạnh và yêu mến Chúa, có đức tin giống như là Timôthê, thì không phải vì có điều đó mà tự nhiên ơn và quyền năng của Chúa đến ở trên đời sống của người đó. Ngày hôm nay thì có hai cái thái cực của con cái Chúa. Thái cực thứ nhất đó là chúng ta chỉ chú trọng vào trong ân tứ và quyền năng, mà không chú trọng để phát triển bông trái thánh linh, phẩm hạnh của đời sống của chúng ta. Và thái cực thứ hai đó là chúng ta chỉ chú trọng vào trong một đời sống phẩm hạnh tinh kính mà quên mất đi, hoặc là chúng ta không có chú trọng vào trong quyền năng và phát triển ân tứ thánh linh. Ở trong thái cực thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là những người họ chú trọng vào trong ân tứ quyền năng thánh linh đó, thì lúc nào họ cũng chỉ là quyền năng phép lạ, chữa lành, giải cứu, nhưng mà họ quên mất đi mình cần phải theo đuổi một đời sống tinh kính và gần gũi với Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy rằng là khi mà Ba-la-am, ông là một người tiên tri của Đức Chúa Trời đó, nhưng mà tấm lòng của ông đã sai trật với Chúa, và ông đã đi theo lời của Ba-la-ác để mà rủa sả dân Israel vì có tứ lời thưa quý mà chị em. Và những lời của Ba-la-am nói ra đều đã được ghi chép ở trong Kinh Thánh, nhưng mà linh hồn của ông đã bị hư mất. Ông đã xuống địa ngục bởi vì cớ ông đã rủa sả dân sự của Đức Chúa Trời. Và cái con lừa mà đã mở miệng ra nói tiếng người để mà trách Ba-la-am đó quý mời cho em, thì không phải vì cớ cái con lừa đó nói tiếng người cho nên cái con lừa đó trở nên thuộc linh hơn. Amen không anh chị em? Có
Không phải bởi vì cái quyền năng của Chúa khiến cho lừa nó mở miệng ra nói thì nó trở nên quyền năng hơn, nó trở nên phục linh hơn. Rồi khi mà Phi-rơ chối Chúa ba lần thì con gà nó gáy. Không phải vì con gà nó gáy mà con gà nó trở nên thuộc linh quý mà chị em. Nhưng mà Chúa Ngài có thể sử dụng bất cứ một con vật nào hoặc là bất cứ một cái điều gì để có thể nhắc nhở cho chúng ta. Rồi Judas Iscariot cũng đã từng mặc lấy quyền năng của Chúa Jesus Christ để chữa lành và đuổi quỷ. Ông cũng là một người trong những sứ đồ đầy ơn của Chúa trước khi mà Chúa Jesus Ngài chịu chết. Nhưng mà bởi vì cớ ông đã bán Chúa và ông không ăn năn, cho nên linh hồn của ông đã phải đi xuống địa ngục và âm phủ. Cho nên Chúa thấy rằng là nếu mà đời sống mà chúng ta có đầy quyền năng của Chúa mà chúng ta không có chú trọng vào trong phát triển phẩm hạnh, bông trái và sự tinh kính của chúng ta, một mối quan hệ rất mật thiết với Chúa, gần gũi với Chúa, quên mà chị em, thì đừng có vì cớ những cái quyền năng đó mà chúng ta nghĩ rằng là tôi sẽ được lên thiên đàng, quên mà chị em. Cơ đốc giáo không dạy chúng ta rằng là chúng ta phải có những dấu kỳ phép lạ thì chúng ta mới thật sự là con của Chúa. Nhưng mà Cơ đốc giáo dạy chúng ta rằng là chúng ta cần phải phát triển mối quan hệ mật thiết với Chúa Trời. Dù chúng ta có quyền năng hay không quyền năng thì đời sống của chúng ta phải luôn gần gũi với Chúa Trời, phải trở nên giống như Chúa ở trong lời của Chúa, quý mài chị em. Amen không anh chị em? Dạ, còn nếu mà chúng ta chỉ quyền năng làm những dấu kỳ phép lạ nhưng mà chúng ta không có một đời sống cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày, thì đến ngày mà Chúa Jesus Christ trở lại thì Chúa cười nói rằng là hỡi kẻ làm dạng ác, ta không biết ngươi bao giờ hết, hãy lui ra khỏi ta. Những người đó nói, ủa sao lạ vậy? Đây Chúa, chúng tôi chẳng từng nghe Chúa mà làm phép lạ sao? Chẳng từng nghe Chúa mà làm mà nói tiên tri sao? Chẳng từng nghe Chúa mà đủ quỷ sao? Nhưng mà Chúa nói, ta không biết người là ai hết. Bởi vì cái đời sống họ không có mật thiết với Chúa, thậm chí là họ cũng không cầu nguyện với Chúa, họ cũng chẳng biết rằng là đời sống của mình cần phải bám chặt lấy Chúa mỗi ngày như thế nào. Và thách thức thứ hai đó là có những người họ chỉ chú trọng vào trong một đời sống tinh kính, phẩm hạnh, đạo đức và bông trái thánh linh của Chúa mà không tập chú để phát triển quyền năng và ân thương linh của Chúa trong đời sống của họ. Và trong cái câu chuyện này buổi sáng nay chúng ta thấy Timôthê là một trong những người đó. Timôthê ông chỉ sống một đời sống tinh kính đạo đức và chỉ giữ đức tin thành thật của bà ngoại và mẹ của mình, và cũng dạy lời của Chúa cho những tín hữu khác. Nhưng mà ông đã quên mất đi cái ơn tứ mà Chúa ban cho ông qua sự đặt tay của Phaolô và các trưởng lão. Thưa quý mài chị em, chúng ta cần phải phát huy những ân tứ quyền năng, nhưng mà đồng thời cũng hãy phát triển những bông trái thánh linh của Chúa, đời sống tinh kính phẩm hạnh song song ở trên đời sống của chúng ta. Như thế thì chúng ta sẽ có sự quân bình ở trong đời sống và công việc phục vụ Chúa. Amen không anh chị em? Nếu anh chị em có ơn của Chúa rồi thì rất là tốt quý mà chị em, nhưng mà sẽ tốt hơn nữa nếu đời sống của chúng ta có những bông trái phẩm hạnh của Đức Thánh Linh được chép ở trong sách Galati đoạn 5 câu số 22. Đó là những bông trái thánh linh của Chúa, chính bông trái thánh linh của Chúa. Và mỗi một cơ đốc nhân, mỗi một tín đồ chúng ta đều có một vị trí đầy uy quyền ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và vị trí uy quyền đó được tìm thấy ở trong Đức Chúa Jesus. Đó là vị trí cao hơn hết tất cả mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra ở trong đời này và cũng như ở trong đời đến. Ephesians 1:21 chép như vậy. Và Ngài đã làm chúng ta được đồng sống lại và được đồng ngồi trong cái nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ephesians 2:6. Vị trí của tôi và chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ là một vị trí cao hơn, vượt hơn tất cả những cái quyền lực và sức mạnh của ma quỷ ở trên thế gian này. Mỗi một chúng ta đều có một vị trí mà Chúa đặt để ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta có một cái ân tứ, có một cái khả năng. Mà qua ân tứ khả năng đó, chúng ta có thể quỷ phá những công việc của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó rất là thèm muốn cái vị trí đó của chúng ta. Và trong lịch sử của loài người, ma quỷ đã nhiều lần nó tìm cách để lấy đi cái vị trí uy quyền đó mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho con người của chúng ta. Và Adam và Eva là những con người đầu tiên mà Đức Chúa Trời đặt để trong vườn Eden và Chúa ban cho họ cái quyền quản trị đất. Nhưng mà bởi vì cớ họ phạm tội cho nên uy quyền đó đã được bị giao lại cho ma quỷ. Và bây giờ thì ma quỷ nó trở thành chúa của đời này, quý mài chèm. Vậy thì cái vị trí uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho một người tin Chúa bị lấy đi khi mà cơ đốc nhân phạm tội. Và điều thứ hai mà ma quỷ nó có thể lấy đi cái vị trí uy quyền đó ra khỏi đời sống của chúng ta, đó là nó sẽ tìm cách đe dọa chúng ta anh chị em. Nó nếu nó không cám dỗ chúng ta phạm tội được thì nó sẽ dùng cái chiêu thứ hai của nó, đó là nó sẽ đe dọa chúng ta. Trong thời của tiên tri Eli, khi mà Eli ông kêu gọi lửa của Đức Chúa Trời giáng xuống trên đỉnh núi Cạc-mên khiến cho 850 tiên tri Ban và Athate bị giết ở trong cái ngày hôm đó, khi mà cả dân Israel họ đã trở lại với Đức Chúa Trời, họ thờ với Đức Chúa Trời, họ bỏ sự thờ cúng hình tượng. Bởi vì có họ nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời đổ xuống ở trên đỉnh núi Cạc-mên lúc bây giờ. Thì sau đó, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, thưa quý mài chị em,
Thì bà hoàng hậu Giê-sa-bên đã nói rằng là nếu giờ này mà qua ngày mai đó, ngày mai mà giờ này đó, đầu ngươi mà không rớt xuống á, nguyện các thần đãi ta một cách nặng nề. Và khi nghe những lời đó thì tiên tri Eli ông đã bỏ tất cả mọi sự, ông chạy bán mạng, chạy thục mạng luôn quý mày chị em. Và ông đã than chết, ông nói rằng là tôi không hơn gì cái tổ phụ của tôi cả. Thôi đủ rồi chú ơi. Thưa quý mày chị em, chú thấy rằng là khi mà một người có đầy ơn và quyền năng của trời, mà ma quỷ nó không thể khiến cho người đó phạm tội để mất đi cái vị trí uy quyền sức giàu đó, thì nó sẽ tìm cách nó đe dọa và tấn công con người đó. Ngày hôm nay đời sống đức tin của tôi và chúng ta có bị đe dọa khi chúng ta theo Chúa hay không anh chị em? Có không? Có một số người có thôi, còn những người kia thì chưa bao giờ bị đe dọa đúng không anh chị em? À, chúng ta hãy thành thật với chính mình đi, chúng ta nhớ lại cái ngày đầu tiên mà chúng ta theo Chúa đó. Có ai đe dọa chúng ta không? Có chứ đúng không ạ? Có chứ. Gia đình của chúng ta, những người chưa tin Chúa đó, những người không tin Chúa đó, họ có thể họ sẽ cô lập chúng ta. Họ sẽ đe dọa chúng ta rằng là nếu mày mà theo Chúa, theo tin lành đó, thì cái nhà này, mảnh đất này sẽ không thuộc về mày nữa. Mày ra đường mày ở. Có những người họ đã tường thuật lại với chúng tôi rằng là vì có Chúa họ đã phải chịu nhục, chịu khổ trong những ngày tháng ban đầu mà họ đi theo Chúa. Mà có một người chị em là người đồng bào Stin. Người chị em này đã kể lại với tôi rằng là mục sư biết không, khi mà em tin Chúa đó, ba em đánh em dã man lắm mục sư. Đánh em mà đến nỗi mà học cả máu mồm ra. Nhưng mà em vẫn không bỏ Chúa là không bỏ Chúa. Sáng chủ nhật em vẫn đi thờ phượng Chúa. Nhiều khi đến nhà thờ mà mặt mũi bầm dập hết. Hoặc là đi nhà thờ xong rồi về đến nhà đã biết chắc là sẽ bị đánh đó. Nhưng mà vẫn đi nhà thờ quý mà chị em. Và từ khi mà là một thiếu niên thì người chị em này đã trung tín không bỏ Chúa. Và vẫn cưu mang cầu nguyện chúc phước cho cha của mình. Và cảm ơn Chúa rằng là cho đến năm 2021, tức là sau mười mấy năm, thì người chị em này đã có thể đưa ba của mình, cái người mà đánh mình từ khi mình còn bé đó quý mà chị em, vì cớ theo Chúa đó, thì người cha đó đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình. Và thậm chí là người chị em đó đã đưa hơn 50 người trong gia đình của mình trở lại với Chúa. Quý mà chị em thấy không? Khi chúng ta trả giá đủ thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho anh chị em cách dư dật. Không có một cái điều gì mà Chúa Ngài không thể làm cho đời sống của chúng ta cả. Khi chúng ta đổ nước mắt đủ cho những người thân yêu của chúng ta thì thiên đàng sẽ đổ phước hạnh xuống cho đời sống của chúng ta cách ngập tràn. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy mạnh mẽ và chúng ta hãy tiếp tục dấn thân phục vụ Chúa. Cho dù người ta có không đồng tình với những gì mà chúng ta làm, nhưng mà anh chị em ơi, hãy tập Chúa vào trong sự kêu gọi và chọn lựa của Chúa cho đời sống của chúng ta. Đừng bỏ đi cái ơn của Chúa, đừng bỏ đi cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của anh chị em. Cho dù ma quỷ nó hăm hở, nó rượt theo chúng ta đó anh chị em, nhưng mà chúng ta cần phải vững lòng để tiếp tục bước đi theo Chúa. Khi mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi dân Israel ra khỏi Ai Cập để vào trong xứ hứa, thì anh chị em biết rằng là Pharaoh thì không có cho phép dân Israel đi một cách tự do. Pharaoh đã nhiều lần nhiều cách để mà lần lửa cái sự cho phép đó. Nhưng mà chúng ta biết khi mà dân Israel họ đến tại Sukkot thì họ đã đem đi cái bộ hài cốt của Joseph. Và khi mà Pharaoh nghe tin rằng là Moses và dân Israel họ đã dời hài cốt của Joseph đi theo, thì Pharaoh đã đuổi theo và đã tìm bắt lại dân Israel. Sách Du Ký đoạn số 13 câu 19 chép rằng là Moses dời hài cốt Joseph theo mình, vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng chắc Đức Chúa Trời sẽ khiến các ngươi hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Joseph là một người có ơn tiên tri, ông nhìn biết rằng là sẽ có một ngày mà dân Israel sẽ được dời ra khỏi Ai Cập, và ông đã nói trước khi chết rằng là khi mọi người ra khỏi Ai Cập thì hãy dời hài cốt của ta đi. Điều này có nghĩa là gì thưa quý mài chị em? Điều này có nghĩa rằng là khi mà hài cốt của Joseph được dời ra khỏi Ai Cập thì điều đó có nghĩa rằng là dân Israel sẽ vĩnh viễn mãi mãi không bao giờ trở lại xứ Ai Cập cả. Và khi mà Pharaoh nhận biết điều này thì Pharaoh rất là sợ, bởi vì cớ ông có thể sẽ mất vĩnh viễn một đám dân nô lệ đó. Và khi Pharaoh được theo thì Pharaoh đã phải thua bại ngay tại biển đỏ. Thưa quý mài chị em, ngày hôm nay cũng vậy, khi ma quỷ nhìn vào trong ngôi mộ trống của Chúa Jesus Christ thì nó cũng biết rằng là nó sẽ không còn có thể cai trị được đời sống của chúng ta được. Cho nên ma quỷ nó hăm hở rượt theo chúng ta quý mài chị em. Và khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái điều bắt bớ, những cái điều ma quỷ đe dọa và nó gây khủng bố áp lực tinh thần trên đời sống của chúng ta, đó là một điều hoàn toàn tự nhiên.
Bởi vì cớ ma quỷ nhìn vào trong ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, nó biết rằng là chúng ta sẽ không bao giờ thuộc về đất nữa anh chị em, nhưng mà chúng ta thuộc về trời. Amen. Và có một điều thú vị đó là cái ngôi mộ của Joseph ở trong thời của Pharaoh, nó quý mà cho em, thì cái ngôi mộ đó ngày hôm nay ở của học họ đã nhìn thấy và họ thấy rằng là trên cái ngôi mộ đó đi từ đó là Joseph Marathaim. Và cái từ Joseph Marathaim đó dịch qua tiếng Hy Lạp thì nó đồng nghĩa với từ là Joseph Arimathe. Và ở trong Matthew đoạn 27 có nói về Joseph Arimathe là một người rất là giàu và đã cho đặt xác Chúa Jesus Christ ở trong ngôi mộ đó. Và đây cũng là một cái tình tiết rất là thú vị, nó phù hợp với lại những lời tiên tri về Chúa Jesus Christ. Và Joseph cũng là một hình bóng về Chúa Jesus anh chị em. Khi mà thân thể của Joseph được đem ra khỏi ngôi mộ đó thì có nghĩa là dân sinh sẽ được giải phóng và được giải phóng vĩnh viễn. Cũng vậy, Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha làm cho sống lại từ trong ngôi mộ đó, thì chúng ta là người theo Chúa, chúng ta cũng sẽ được thoát khỏi cái quyền lực của ma quỷ vĩnh viễn. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời ngài đặt để cho mỗi người chúng ta có những ân tứ để chúng ta có thể hoạt động và chúng ta phục vụ cho hội thánh của Chúa, tức là thân thể của Chúa Giêsu Christ trên đất này. Mỗi người chúng ta có một cái ân tứ đầy quan trọng và rất là phước hạnh để chúng ta có thể phục vụ cho những chi thể khác ở trong thân thể Chúa Giêsu. Ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy ở sách Côrintô thứ nhất đoạn số 12. Đây là nhân tứ Thánh Linh mà Chúa ban cho mỗi một người chúng ta ở trong nhà của Chúa. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi người, cho ai nấy đều được sự ích chung, và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho cái kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Kinh Thánh nói rằng là Đức Thánh Linh ngài bày tỏ qua mỗi người chúng ta để tất cả chúng ta đều được sự ích lợi chung. Người này thì được ơn nói tiên tri, người khác được làm phép lạ và đuổi quỷ chữa lành. Và mỗi người chúng ta ở trong thân thể Chúa Jesus Christ, chúng ta đều được Chúa ban cho những cái ân tứ này quý mài cha. Cái điều mà khiến cho hội thánh ngày hôm nay có cái sự bị đứng lại và không thể phát triển được, đó là bởi vì có những chi thể không chịu hoạt động hoặc là không sử dụng những ân tứ của Chúa Trời ban cho mình. Anh chị em thấy được cơ thể của con người chúng ta đó anh chị em, 20% là những gì mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài mà thôi, còn 80% còn lại là những nội tạng và những cơ quan nằm ẩn ở phía bên trong cơ thể của chúng ta. Và con người của chúng ta có thể sống khỏe mạnh và hoạt động, có thể phục vụ cho cộng đồng xung quanh chúng ta qua cái thể xác của chúng ta đó anh chị em, thì chúng ta nhìn thấy chỉ 20% thôi. Còn những cái gì mà hoạt động bên trong con người chúng ta đó, 80% đó anh chị em, chúng ta không nhìn thấy. Nếu cả cơ thể của tôi đang hoạt động mà có một bộ phận nó không hoạt động thì anh chị em nghĩ sao? Tự nhiên tim của chúng ta nó ngưng lại thì anh chị em thấy sao? Nguy hiểm không? Hoặc là gan của chúng ta nó ngưng, nó không chịu hoạt động nữa, chắc chắn sẽ chết anh chị em. Người ta có thể khen chúng ta đẹp trai đẹp gái, ô anh có cái lỗ mũi cao quá, hoặc là mắt của anh sao mắt hai mí nhìn giống chim bồ câu quá. Anh chị em ơi, người ta chỉ khen những cái gì mà người ta thấy thôi, đúng không ạ? Chứ người ta ai khen ô tim của anh sao mà to bự, đập mạnh, đập khỏe quá, có không? Hoặc là có ai khen anh chị em có bao tử, nhìn bao tử đẹp quá, ô bao tử của anh chị em sao ăn cái gì cũng tốt hết, có không? Có thấy đâu mà khen, đúng không ạ? Điều đó cho tôi một bài học để chúng ta thấy rằng ở trong hội thánh của Chúa có những chi thể hoạt động một cách âm thầm nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà nếu họ không chịu hoạt động, tức là họ không có làm đầy đủ cái chức năng mà Chúa ban cho họ ở trong hội thánh đó anh chị em, chúng ta sẽ không thể nào có được hội thánh phát triển một cách trọn vẹn và lành mạnh được. Có thể anh chị em theo dõi chương trình livestream, anh chị em chỉ thấy mục sư hoặc là những người hướng dẫn chương trình, hướng dẫn thờ phượng, ngợi khen Chúa, ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, ô tất cả mọi thứ đó đều tốt hết. Anh chị em nghĩ rằng chỉ có những người đó phục vụ thôi sao? Không đâu. Đang khi tôi giảng ở đây thì có những người đang phục vụ một cách âm thầm ở phía dưới. Họ âm thầm, họ nấu ăn, âm thầm, họ sắp xếp bàn ghế để lát nữa khi chúng ta xuống phía dưới chúng ta ăn đó, thì chúng ta vẫn có cái sự tốt nhất. Có những người họ âm thầm, họ giữ xe, họ giữ trật tự ở phía dưới anh chị em. Hôm qua thì có một người chị em nói với tôi rằng mục sư thật là phước, bởi vì mục sư có người vợ thật sự vừa đẹp mà lại vừa đảm đang, giỏi. Nhưng mà nếu mà không có vợ mục sư thì
Mục sư không thể nào mà có được cái sự kết quả trong chức vụ ngày hôm nay. Tôi nói đúng rồi, bà tô giống như là một cái lá gan rất là quan trọng với tôi. Người ta có thể không nhìn thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy và tôi cũng nhìn thấy điều đó. Anh chị em ơi, để chúng ta có được một cái sự phước hạnh và phát triển thì chúng ta cần có lẫn nhau. Và mỗi người chúng ta đều là những chi thể không thể thiếu được ở trong thể Đức Chúa Jesus Christ. Anh chị em nghĩ rằng là trong năm ngón tay này, trên bàn tay của chúng ta, thì ngón nào là ngón giá trị nhất và quan trọng nhất? Ngón nào cũng như nhau đúng không anh chị em? Có thể nó sức mạnh nó khác nhau. Cái ngón này nó mạnh hơn cái ngón út, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là ngón này nó có giá hơn là ngón này. Tất cả đều quan trọng như nhau cả. Nếu thiếu một ngón thì chúng ta sẽ trở thành một người khuyết tật anh chị em. Cũng vậy, nếu trong hội thánh của chúng ta mà chúng ta không có một cái sự hoạt động hài hòa và đầy đủ giữa các chi thể với nhau thì chúng ta sẽ không thể nào có được một hội thánh đầy dẫy quyền năng và sức mạnh cả. Ở trong Roma đoạn số 12 câu số 4 cho đến câu số 8, lời của Chúa nói thế này: vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lời đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Ở đây có những sự ban cho và có những chức vụ, có những cái sự phục vụ khác nhau ở trong nhà của Chúa. Không phải tất cả mọi người đều nói tiên tri, không phải tất cả mọi người đều ở trong chức vụ, không phải mọi người có thể dâng hiến hoặc là họ có thể quản trị được. Nhưng mà đó là sự ban cho của Chúa cho mỗi chi thể khác nhau. Tôi có cái ơn tứ mà Chúa ban cho tôi, nhưng mà anh chị em cũng có ơn tứ mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em. Điều quan trọng đó là chúng ta biết chúng ta là ai và vị trí của chúng ta là gì ở trong thân thể của Chúa Jesus Christ. Và khi anh chị em thỏa lòng với những gì mà Chúa ban cho anh chị em chấp nhận với cái nhận dạng bản thân của mình, thì anh chị em ơi, anh chị em vẫn là người được phước nhất ở trong thân thể của Chúa Jesus Christ. Đừng cố gắng bắt chước trở thành một người khác, nhưng mà hãy nhận biết mình có cái gì ở trong tay để chúng ta có thể làm công việc của Chúa. Môi-se đã được Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi và Chúa Ngài ban cho ông có một cái đặc ân để làm phép lạ qua cái cây gậy ở trong tay của ông. Cây gậy ở trong tay của anh chị em là gì? Có người nói rằng, mục sư, em không biết em làm cái gì ở trong nhà của Chúa. Tôi hỏi rằng là bây giờ em có công việc gì không? Dạ có, mục sư, em đang làm kinh doanh. Đúng rồi, Chúa Ngài đặt để em ở trong đó để em có thể kiếm tiền và chúc phước cho thánh của Chúa. Đó cũng là một ân tứ, đúng không ạ? Ở đây Kinh Thánh nói rằng là ai bố thí, cái từ bố thí ở đây dịch theo đúng nghĩa đó anh chị em, đó là dâng hiến. Dâng hiến cũng là một cái đặc ân, một cái ơn ban mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi chúng ta dâng hiến như vậy thì đó cũng là lúc mà chúng ta đang phục vụ cho nhà của Chúa. Đối với những tôi tớ của Chúa hầu bị Chúa trọn thời gian ở trong hội thánh thì chúng ta thấy rằng họ không có đi làm và kiếm tiền ở ngoài xã hội được. Thì điều đó có nghĩa là họ không phục vụ Chúa, nhưng mà họ phục vụ Chúa bằng cách đó là họ giảng tin lành và có thể nói tiên tri, có thể chữa lành được cho quý mài chen. Trong cách đây 2 tuần trước thì khi mà tôi đang giảng online vào buổi sáng thì có một người thanh niên bị gãy cái chân. Người anh em này sau khi mà được chữa lành đó thì làm chứng với tôi rằng, mục sư biết không, tối hôm thứ tư đó, em đá banh với bạn của em ở trên Bình Phước đó, mà em đá sao đó, không đá banh mà đá trúng cái giò của nó, mà đá trúng cái giò của nó mà nó không đau mà em lại bị gãy giò. Và cái người anh em này sáng hôm thứ năm đó thì phải đi cả nhắc ra ngoài đồng để mà làm việc. Và khi mà đang cầm điện thoại đi cả nhắc như vậy đó anh chị em, thấy tôi đang giảng, đang cầu nguyện online, và cái người anh em này để điện thoại lên lỗ tai và cầu nguyện tiếp nhận sự chữa lành của Chúa cho cơ thể của mình. Bởi vì người anh em đó đau quá và không thể đi lại được bình thường, chỉ có đi cả nhắc thôi. Cảm ơn Chúa, quyền năng của Chúa xảy ra và ngay lập tức cái chân phải của người anh em này, ngay cái mắt cá đó anh chị em, nó được lành và không còn đau nữa. Mà người anh em này mừng quá, làm chứng với tôi và mọi người rằng là cảm ơn Chúa, Chúa lạ lùng quá mọi sư ơi. Khi mà em không biết là gãy xương hay là gãy cái gì mà nó đau đến nỗi mà nhói ở trong cái mắt cá, và Chúa đã chữa lành cho em một cách nhanh chóng lạ lùng. Và lúc đó thì tôi không có biết, anh chị em, tôi không có biết cái người đó đang hướng lòng về Chúa để cùng với tôi nhận lãnh cái sự chữa lành. Chỉ là online từ xa thôi. Cảm ơn Chúa rằng Chúa đã chữa lành cho người thanh niên đó. Có những khi Chúa chữa lành cho một ai đó mà người tôi tới Chúa cũng không có một cái sự chủ động để mà cầu nguyện cho người đó. Nhưng mà bởi đức tin của cái người kia mà ơn chữa lành của Chúa đến ở trên đời sống của người đó.
Khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua cái khu vực đó, có một người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm. Chúa Giêsu không hề biết được cái nhu cầu của người đàn bà đó, nhưng mà người đàn bà đó tiến rằng là nếu tôi chỉ chạm đến chuồng áo Chúa Giêsu Christ thôi thì tôi sẽ được Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa, khi cái người này chạm đến chuồng áo Chúa Giêsu Christ thì cái người này đã được Chúa chữa lành. Chúa Giêsu không hề dạy cho cái người đàn bà đó rằng là nếu chạm đến chuồng áo của ta, ngươi sẽ được chữa lành. Nhưng mà bởi vì cái đức tin của người đàn bà đó, Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy và Đức Chúa Trời Ngài hành động xuyên qua đức tin của người đàn bà đó. Ngày hôm nay các mục sư cũng không có ai dạy rằng là nếu mà anh chị em mà muốn được Chúa chữa lành, nó cứ mở video của tôi lên rồi cầu nguyện, hoặc là đặt tay qua màn hình để cầu nguyện cả. Kinh Thánh cũng không dạy chúng ta như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì cái đức tin của chúng ta thì Chúa Ngài sẽ hành động qua đức tin của chúng ta, anh chị em. Có những người chúng ta cũng đến để mà nhờ cầu nguyện, nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài không nhận lời cầu xin của người đó. Anh chị em có bao giờ kinh nghiệm cái điều mà tôi đã từng trải nghiệm, khi mà chúng ta cầu nguyện dường như là chúng ta dốc đổ hết cái tấm lòng của chúng ta cho cái hoàn cảnh của người đó, nhưng mà người đó cũng không được lành. Và có lần kia khi mà tôi cầu hỏi Chúa, tại sao mà có những người con không có chủ động cầu nguyện cho họ mà họ được lành, trong khi đó có những người con chủ động, con đến tận nơi con cầu nguyện cho họ, con thậm chí con cầu nguyện, con khóc, con dốc đổ cho họ, nhưng mà Chúa không chữa lành cho họ. Thì Chúa trả lời với tôi ở trong câu thánh như thế này, ở trong Tương Thế Thứ Nhì đoạn số 4 câu 20: Erat ở lại tại thành Côrintô, còn Trô Phim đương đau ốm, ta để ở lại tại thành Mi-lê. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô. Ông nói Trô Phim đương đau ốm cho nên ta không có đem theo. Chúng ta thắc mắc là ủa tại sao mà một sứ đồ đầy ơn quyền năng, ông đã từng chữa lành cho rất là nhiều người, què được đi mà mù được thấy, điếc được nghe, chết được sống lại, nhưng mà Trô Phim đương đau ốm, tức là bệnh có thể xoang thôi, nhưng mà tại sao ông không cầu nguyện chữa lành cho Trô Phim? Có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là chắc là hôm đó là sứ đồ Phao-lô ông phạm tội gì đó cho nên là không có cầu nguyện được. Nhưng anh chị em ơi, có những khi chúng ta không hiểu được cái chương trình của Chúa như thế nào, và chúng ta phải học để chúng ta đầu phục một điều rằng là chúng ta không phải là Chúa, nhưng mà chúng ta chỉ là tôi tớ của Chúa thôi. Chúng ta chỉ là những cái bình, những cái phương tiện mà Chúa dùng để đem lại phước hạnh chữa lành cho những người khác. Và nếu trong một bệnh viện, một ngày bệnh viện đó nhận 100 ca cấp cứu, và trong 100 ca cấp cứu đó có 50 ca đã không qua khỏi và họ lìa đời, thì liệu rằng là bởi vì có 50 ca chết tử vong như vậy do bác sĩ đã không thể cứu được thì chúng ta dẹp luôn cái bệnh viện đó hay sao? Không, chúng ta vẫn phải để cái bệnh viện đó, bởi vì có những người bác sĩ cho dù họ cứu được hay không cứu được thì họ cũng đã làm hết cái khả năng để chăm sóc cho bệnh nhân. Ở trong Hội Thánh cũng vậy anh chị em, những mục sư tôi tới Chúa luôn hết lòng cầu nguyện cầu thay cho anh chị em, nhưng mà rất tiếc cũng có những trường hợp không qua khỏi. Không phải bởi vì cớ chúng tôi không có quyền năng hoặc là Đức Chúa Trời thay đổi ở trong bụng tánh của Ngài, nhưng mà bởi vì cớ chương trình của Chúa nó trỗi hơn cái ý tưởng và sự khôn ngoan hiểu biết con người chúng ta. Đường lối Đức Chúa Trời cao hơn đường lối của chúng ta rất nhiều anh chị em. Đôi khi Chúa cho phép cất đi một người để dấy lên một người khác, hoặc là để thử thách đức tin của chúng ta. Khi mà tôi phục vụ ở trong cái công tác chữa lành này thì tôi thấy có nhiều niềm vui, có nhiều cái sự khích lệ bởi vì có nhiều người được Chúa chữa lành. Nhưng đồng thời bên cạnh đó tôi cũng thấy có một số trường hợp, đó là con cái Chúa không hiểu được ý muốn của Chúa, và họ đã yếu đuối, họ lui đi, thậm chí là họ bỏ đức tin bởi vì cơ họ không thấy Đức Chúa Trời Ngài chữa lành cho người thân yêu của họ. Họ cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho ba mẹ của mình, nhưng mà ba mẹ của mình không qua khỏi. Thế là Chúa không chữa lành cho ba mẹ con cũng nghỉ chơi Chúa luôn, con không có đi theo Chúa nữa. Anh chị em ơi, đó là cái thái độ của con trẻ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta được lớn lên. Đôi khi Chúa cho phép nó xảy ra để cho chúng ta thấy được cái sự yếu đuối của mình, cái sự ngu dại của mình, cái sự hèn hạ con người của chúng ta ở trong xác thịt nó như thế nào. Nếu Chúa giết chúng ta thì anh chị em có dám theo Chúa nữa không? Gióp đã từng nói rằng là nếu Chúa giết ta vẫn còn nhờ cậy nơi Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta luôn luôn bám chặt lấy Chúa, cho dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cho nên bệnh tật nó xảy ra như thế nào nữa, thì anh chị em ơi hãy tiếp tục đi theo Chúa. Chúa chữa lành thì không chữa lành thì Chúa vẫn là Chúa, Chúa không thể thay đổi. Chỉ có con cần phải được thay đổi mà thôi anh chị em. Có người nói rằng là bởi vì Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời Ngài không hề thay đổi, cho nên tôi cũng như vậy luôn, tôi hôm nay, tôi hôm qua hay là hôm nay hay là ngày mai tôi cũng không bao giờ thay đổi luôn.
Không anh chị em, Chúa ngài không thay đổi thì được, nhưng mà chúng ta cần phải được thay đổi. Chúng ta cần phải được thay đổi về tấm lòng và thái độ của chúng ta anh chị em. Nếu Chúa không giải cứu chúng ta ra khỏi gánh nặng nợ nần thì sao? Anh chị em liệu có còn đến đây để thờ phượng Chúa không? Nếu Chúa không trả lời cái nan đề trong gia đình của chúng ta, trong hôn nhân, trong tình cảm của chúng ta, liệu rằng lúc đó anh chị em có còn dám để ca ngợi Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời một cái hết lòng ở trong nan đề đó hay không? Nếu Chúa không nhận lời cầu xin của anh chị em trong ngày hôm nay thì ngày mai anh chị em có còn tiếp tục để mà thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa ở tại trong hội thánh này hay không? Mà nếu anh chị em trả lời rằng là có mục sư, có Chúa ơi, thì lúc đó anh chị em mới thật sự là người theo Chúa. Chứ anh chị em không phải là người đi theo cái bàn tay đầy quyền năng của Chúa. Chúa nói rằng là chúng ta hãy tìm kiếm mặt của trời của Gia-cốp, chứ Chúa lại không kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm bàn tay đầy ơn và phước hạnh của Ngài. Amen. Nếu chúng ta không tìm thấy được bàn tay đầy phước hạnh của Chúa, nguyện Chúa ngài soi sáng mặt ngài cho anh chị em để anh chị em có thể thấy được mặt của Chúa. Thấy được mặt của Chúa có nghĩa là chúng ta được có một mối quan hệ thông công mật thiết với Chúa anh chị em. Trên đất này chỉ là cõi tạm mà thôi. Chúa chữa lành cho anh chị em ngày hôm nay thì hãy biết rằng là 50 năm sau, 60 năm sau anh chị em cũng sẽ về với Chúa thôi. Đúng không ạ? Chúa khiến cho Lazarus sống lại từ cho cái chết, nhưng mà sau đó Lazarus cũng phải chết. Không có một cái phước hạnh vật chất nào là vĩnh cửu ở trên thế gian này cả. Đôi khi Chúa làm phép lạ để cho chúng ta thấy được rằng Chúa yêu thương chúng ta, để chúng ta thấy rằng là quả thật Đức Chúa Trời ngài đang hiện diện tại đây và Chúa nâng đức tin của chúng ta lên. Nhưng mà nếu Chúa không làm thì sao anh chị em? Thì anh chị em có biết rằng là Đức Chúa Trời ngài đấng quyền năng ngài vẫn đang hiện diện ở giữa vòng tôi. Có thể chúng ta không nhìn thấy Chúa nhưng mà Chúa vẫn nhìn thấy chúng ta đó anh chị em. Chúng ta trở lại với phân đoạn Timôthê thứ nhì đoạn số 1 ở đây. Chúng ta thấy rằng là Timôthê ông đã có một sự quên đi ân tứ mà Chúa ban cho. Lý do tại sao mà ông lại quên đi ở đây? Thưa quý ông bà chị em, ở trong câu 8 cho chúng ta thấy được đó là: vậy con chớ thèn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì ngài ở tu làm xấu hổ, nhưng hãy cày quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tình lành. Câu số 7 thì nói với chúng ta rằng là vì Đức Chúa Trời chẳng ban chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là một tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Ma quỷ nó đe dọa Timôthê bởi vì cớ Timôthê thẹn thùng khi mà nhìn thấy cha thuộc linh của mình là sứ đồ Phaolô phải bị ở tù. Và Phaolô biết đó, Phaolô nói rằng là con đừng có sợ, con đừng có nhút nhát, con đừng có thối lui, con đừng có thẹn thùng, nhưng mà con cần phải tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa. Có thể ma quỷ nó sẽ nói với Timôthê rằng là tại sao mà sứ đồ Phaolô đầy ơn quyền năng như vậy là phải ở tù như vậy, ăn ở sao mà cứ suốt ngày đi ăn cơm tù. Chúa quyền năng hả? Chúa quyền năng thì Phaolô phải ra khỏi tù chứ, tại sao mà hầu vì Chúa mà cứ ở tù miết như vậy? Nghe có vẻ có lý nhưng mà đây không phải là chân lý anh chị em. Tại vì Phaolô nói sao? Những ai mà muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Christ thì sẽ phải chịu bắt bớ. Vậy thì khi mà chúng ta đi phục vụ Chúa, bắt bớ đó là chuyện thường. Và đừng vì cớ một người nào đó bị bắt bớ vì cớ danh Chúa mà chúng ta nản lòng, chúng ta thôi lui anh chị em. Nếu một sư trong hành của chúng ta bị người khác bắt bớ vì cớ đức tin nơi Chúa thì anh chị em ơi, đừng có thẹn, đừng có xấu hổ, đừng có lui đi, đừng có nhút nhát, nhưng mà phải mạnh mẽ anh chị em. Và Đức Chúa Trời không bao giờ ban chúng ta linh của sự nhút nhát cả. Linh nhút nhát đến từ ma quỷ. Khi thánh linh của Chúa đầy dạy cho một người thì người đó luôn đầy dạy sức mạnh và sự dạn dĩ. Mà đây là cái điều mà chúng ta có thể phân biệt được rõ ràng giữa thánh linh và tà linh ma quỷ. Khi mà một người đầy dạy thánh linh của Chúa thì người đó sẽ giống như Phi-rơ, có sự dạn dĩ mạnh mẽ ở trong đời sống, trong lời nói, trong công việc của người đó. Người đó có thể tôn cao Chúa và có thể phục vụ Chúa trong sự dạn dĩ đắc thắng. Nhưng mà khi một người ở dưới cái sự đe dọa của ma quỷ đó anh chị em, người đó sẽ khó có thể nào có thể dạn dĩ đứng lên và tiếp tục phục vụ Chúa được. Lý do mà Đức Chúa Trời ngài đã cất đi tiên tri Eli bởi vì cớ ông sợ hãi. Ông sợ đến nỗi mà ông nói rằng là dân của Chúa tìm cách giết con. Bây giờ trong Israel không còn ô tiên tri nữa. Bây giờ con là người duy nhất. Và ông đã kiện dân Israel. Thưa quý mà chị em, cái nguyên nhân sâu xa không phải là bởi vì cớ ông kiện, nhưng mà nguyên nhân sâu xa đó là bởi vì cớ ông quá sợ. Sợ đến nỗi mà mất trí luôn anh chị em. Trước đây ông yêu thương dân Israel thế nào thì bây giờ ông quay trở ngược lại kiện dân của Chúa. Bởi vì ông lo cho tính mạng của mình. Chúa Giê-xu có bị đe dọa không anh chị em? Có đúng không ạ? Người ta tìm cách giết Chúa Giê-xu đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu có sợ không? Không. Chúa Giê-xu nói là giờ ta chưa đến. Chúa biết có những người đến để bắt Chúa, để mà tìm giết Chúa. Nhưng mà Chúa ngài vẫn bình thản, ngài vẫn bình an. Và ngài vẫn tìm cách để lẻn qua khỏi đám đông, để mà tiếp tục phục vụ cha.
Trong Kinh Thánh không có chỗ nào cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ngài sợ hãi cả. Chỉ đến khi mà Đức Chúa Cha ngài cho phép Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, trong cái đêm mà Chúa Giêsu bị nộp đó, ngài phải cầu nguyện một cách khẩn thiết ở tại vườn Gethsemane, là bởi vì cái Chúa Giêsu ngài biết rằng cái giờ của ngài đã đến rồi. Lúc đó ngài mới cảm thấy áp lực nặng nề, mệt mỏi và đầy cái sự lo sợ quyên mài cha. Chỉ có lúc đó Chúa Giêsu ngài mới dốc đổ hết cái tâm thần của mình ra. Còn trước đó, khi mà giờ của Chúa chưa đến, thì cho dù ai có áp bức đe dọa hay là gây áp lực khủng bố với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu vẫn không sợ. Cho nên chúng ta học được một điều rằng là khi chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa thì không có bất cứ một sự sợ hãi nào có thể làm chúng ta bị đe dọa được anh chị em. Tín đồ sẽ bị đe dọa theo kiểu của tín đồ, nhưng mà người phục vụ Chúa cũng bị đe dọa theo kiểu của người phục vụ Chúa. Càng lên cao thì chúng ta sẽ càng bị đe dọa theo cái mức độ khác nhau. Tiên tri Eli đã bị khủng bố tinh thần và bị một bà hoàng hậu, tức là một người đứng đầu một quốc gia, một đất nước, tìm giết ông anh chị em. Nếu một người mà bị tổng thống của đất nước đó tìm bắt và truy sát thì anh chị em nghĩ là người đó có sống nổi không? Chắc chắn là không sống nổi. Tiên tri Eli cũng đã vậy. Cả một quốc gia tìm bắt Eli, nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta thấy cuối cùng thì Eli đâu bị bắt đâu, đúng không ạ? Đâu có ai bắt được Eli đâu. Nhưng mà ma quỷ thì nó lại thổi phồng lên cái sự thật, khiến cho chúng ta sợ hãi. Khi mà tôi qua Thụy Điển thì tôi chia sẻ lời của Chúa trong một cái nhóm nhỏ học Kinh Thánh khoảng mười mấy người. Và khi đó thì tôi chia sẻ Thi Thiên đoạn 23. Và khi chia sẻ xong thì tôi cầu nguyện, và có một người chị em đã bị đau nhức xương khớp mười mấy năm, uống thuốc không khỏi. Thì Chúa bày tỏ với tôi rằng là người chị em đó có bị xương khớp. Và người chị em này nói, wow, sao một sư biết hay vậy? Tôi nói không phải là tôi biết, nhưng mà Chúa tỏ cho tôi biết. Rồi bây giờ nếu cô tin, tôi sẽ cầu nguyện cho cô hết ngay lập tức luôn. Nhưng mà trước khi tôi cầu nguyện thì kiểm tra lại xem có đau nhất không. Cô nói đúng rồi, một sư bây giờ đang đau lưng, đau tùm lum hết, đau phải, tay phải không thể dơ lên được. Thế là tôi đến bên cạnh và tôi hướng dẫn cho cô này cầu nguyện. Và cầu nguyện chưa được 5 phút anh chị em thì cơ thể của người chị em này được khỏe mạnh, tay phải có thể dơ lên được, dơ lên hạ xuống được. Mọi người rất là được phước bởi vì thấy phép lạ của Chúa như vậy. Nhưng mà lát một hồi thì Chúa tỏ cho tôi có một người đàn ông. Chúa chỉ cho tôi rằng, Chúa nói với tôi rằng là anh có những người cần phải được giải quyết ở tại Việt Nam. Anh cần phải tha thứ cho những người đó, và anh cần phải giải hòa với những người đó. Thế là cái người đàn ông này trợn ngược mắt lên và nói rằng là mục sư ngồi bên cạnh anh đó, tôi gọi là mục sư thôi, chứ còn anh đó, tôi không có gọi là mục sư. Tôi chỉ có phục cái người đó thôi, anh không phải là mục sư của tôi. Rồi anh giảng Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va đứng trang giữ anh, nhưng mà sao, tại sao mà Chúa lại không cung ứng cho anh một cách đầy đủ? Khi mà anh qua bên đây rồi anh nói anh mượn tiền chỗ này chỗ kia, Chúa ngài phải để cho anh không có tiền để chi trả tiền vé bay như vậy. Thế là tôi giải thích cho anh này rằng là tôi theo Chúa, hầu vì Chúa như vậy đó. Đôi khi có những khi mà mình thiếu, nhưng mà sau đó Chúa tiếp trợ cho. Không được, anh nghĩ anh là ai vậy? Nói với tôi đó, anh nghĩ anh là ai vậy? Nhỏ tuổi hơn tôi mà giảng vậy. Thế là làm căng luôn anh chị em. Tôi nói thôi bây giờ không có cãi lộn nữa. Nhưng mà Chúa nói với tôi như vậy, anh cần phải cầu nguyện. Tối hôm đó tôi về nhà và tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra cho con người này vậy? Chúa nói với tôi rằng là cái người đó là cái người tị nạn, có nhiều cái sự tổn thương và cái đắng thù hận ở trong lòng của người đó. Nó không phải là có sai đâu, nhưng mà người đó không chịu giải quyết với lại những cái điều kia. Cho nên khi mà con nói tiên tri ra một cái là nó đe dọa con liền, và con cần phải tha thứ cho người đó. Thế là sáng sau tôi thức dậy và tôi nói cái người này trước khi tôi rời khỏi đó. Tôi nói rằng là Chúa nói với tôi đó, anh phải tha thứ cho những người đó. Có thể hôm nay tôi gặp anh là lần cuối cùng, nhưng mà tôi cũng đã từng tha thứ cho những người đã từng giết ông nội của tôi trong chiến tranh Việt Nam. Anh cần phải tha thứ cho những người đó. Cái người này bừng tỉnh rồi, ồ vậy hả? Ôm tôi vào lòng, anh chị em. Có những khi chúng ta kinh nghiệm cái phước hạnh của Chúa, nhưng có những khi Chúa cho phép chúng ta đối diện với cái sự đe dọa anh chị em. Và lúc đó anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Anh chị em sẽ bỏ chạy giống như tiên tri Eli sao? Hay là anh chị em đứng lại để mà yêu thương và xử lý tận gốc rễ của cái sự đe dọa đó? Eli đã rất là khó khăn để mà nhận biết được gốc rễ của sự đe dọa đến từ ma quỷ. Eli ông đã bỏ chạy trong 40 ngày 40 đêm để đến núi Horeb với Đức Chúa Trời để mà lắng nghe tiếng Chúa, nhưng mà trong 40 đêm đó ông cảm thấy trời như bằng đồng và không có nghe được tiếng nào của Chúa cả anh chị em. Có những khi chúng ta sống ở dưới cái sự đe dọa,
và chúng ta không biết được cái đó đến từ ma quỷ. Chúng ta thất vọng, chúng ta chán nản, rồi chúng ta đâm ra muốn chết. Và chúng ta không nghe tiếng của Chúa đâu hết anh chị em. Đó là lúc mà chúng ta cần phải đuổi đi cái linh đe dọa ra khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải nói với nó trong danh Chúa Jesus, mày về cút ra khỏi đời sống của ta, mày không được phép đe dọa ta, bởi vì ta cao hơn người. Ở trong Chúa Jesus chúng ta có một cái vị trí uy quyền ở trên tất cả những thế lực của ma quỷ. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày mai anh chị em, để anh chị em thấy rằng là anh chị em không có ngồi dưới đất này, nhưng mà anh chị em đang đồng ngồi với Chúa Jesus, đồng ngồi trên ngai của Chúa Jesus để chúng ta cai trị trên thế lực của ma quỷ. Không ai có thể đe dọa được anh chị em đâu anh chị em. Amen. Tài chánh cũng không đe dọa được anh chị em đâu. Cách đây vài tuần ma quỷ đến đe dọa với tôi, nói là mày tưởng mày được ơn hả? Được rồi, để tao bóp xem coi mày còn sống được bao lâu. Tôi ngay lập tức tôi cầu nguyện với Chúa, để Chúa giờ nó đe dọa con như vậy đó, giờ con phải làm sao đây Chúa ơi? Chúa không trả lời anh chị em. Và thế là tôi phát hiện ra một điều rằng là tôi cần phải xử lý với nó. Tôi ngay lập tức tôi không có quỳ nữa, tôi chỉ quỳ ở trước mặt Chúa thôi. Nhưng mà trước mặt ma quỷ tôi đứng dậy và tôi nói trong danh Chúa Jesus, linh của sự thiếu thốn, linh của sự nợ nần, linh của những sự nghèo thiếu, mày phải lui ra. Mày không được phép đe dọa ta trong danh Chúa Jesus. Cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện xong tôi cảm thấy người tôi nó nhẹ anh chị em ơi. Và phước hạnh tài chánh của Chúa đến. Tôi khích lệ anh chị em một điều rằng là chúng ta theo Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ bị đe dọa đó. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta xử lý nó như thế nào trong đời sống của chúng ta. Cái từ đe dọa trong tiếng Hy Lạp đó là cái từ delia, tức là làm cho cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thấp kém, cảm thấy mình vô giá trị và cảm thấy sợ sệt, lo lắng, sợ hãi. Có bao giờ anh chị em cảm thấy lo lắng không? Đừng nói với tôi là không có. Có chứ anh chị em. Nhưng mà anh chị em ơi, hãy nhớ một điều, chúng ta chỉ có quỳ gối trước mặt Chúa, nhưng mà chúng ta không được phép quỳ gối trước nan đề. Amen. Chúng ta phải xử lý với gốc rễ của nan đề, nó gây ra thất vọng cho đời sống của chúng ta. Đừng tìm cách xử lý ngọn ngành hoặc là xử lý bông trái của nó, nhưng mà phải xử lý gốc rễ của nó. Phải biết rằng là ma quỷ chính là kẻ gây ra những sự áp lực khủng bố tinh thần trên đời sống của chúng ta. Bệnh tật nó phải rời xa của anh chị em khi mà anh chị em nhận biết uy quyền của chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Và phải nhen lại cái ơn mà Chúa ban cho anh chị em. Đó là chúng ta phải bùng cháy lại cái ơn của Chúa. Cái từ nhen lại ở đây có nghĩa là chúng ta khuấy động và chúng ta làm cho nó sáng lên, bừng sáng lên anh chị em. Nếu Chúa ban cho anh chị em một cái ơn nào đó thì anh chị em cần phải giữ và trân quý cái ơn đó, và chúng ta cần phải phát huy hiệu quả tối đa của cái ơn đó trên đời sống của chúng ta. Ngày xưa khi chúng ta đi học ở trong trường đó, thì khi chúng ta học, kết quả học của chúng ta đó là kết quả của tất cả những cái môn giỏi ở trong đời sống của chúng ta, trong cái việc học của chúng ta. Khi chúng ta học giỏi tất cả các môn thì chúng ta sẽ được đứng nhất lớp, đúng không? Nhưng mà trong cuộc đời này thì khác anh chị em. Ở trong cuộc đời này nếu mà chúng ta cái gì cũng giỏi hết đó, thì chúng ta vẫn là dở. Trong cuộc đời này đó, chúng ta chỉ cần giỏi một cái thôi, một thứ thôi, thì chúng ta sẽ được tỏa sáng. Người ta nói rằng là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Có những người họ không có giỏi về toán, không có giỏi về khoa học, nhưng mà họ giỏi về bóng đá. Chúng ta thấy rằng là Messi đó, đâu có giỏi gì mấy khoa học đó đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần giỏi bóng đá thôi. Ronaldo cũng vậy, không cần phải động não suy nghĩ viết sách gì hết, vẫn nổi tiếng. Vậy nếu trong hội thánh của Chúa, có thể chúng ta không giỏi ân tứ của người khác, nhưng mà anh chị em chỉ cần giỏi một cái môn mà Chúa ban cho anh chị em. Chỉ cần anh chị em giỏi trong cái việc kinh doanh, kiếm tiền thôi, hoặc là anh chị em giỏi ở trong cái việc giúp đỡ người khác đến với Chúa, thì anh chị em vẫn là ngôi sao ở trong vương quốc của trời. Amen. Và khi anh chị em chúng ta hiểu rằng là chúng ta là chi thể của nhau, thì anh chị em ơi, phần thưởng của tôi cũng sẽ được chia đều cho anh chị em khi chúng ta vào trong thiên đàng của Chúa. Tại sao vậy? Tại vì anh chị em giúp đỡ cho những tôi tớ Chúa và cùng với tôi để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời ở trong vương quốc của Chúa. Trong chuyến đi mà tôi tới Chúa, một sư Quỳnh Lâm Bửu đi phục vụ Chúa tại Hoa Kỳ hoặc là đi truyền giáo, nếu anh chị em không đi được cùng với ông ấy và anh chị em dâng hiến cho tài chánh của tôi tới Chúa, thì anh chị em cũng đang được dự phần ở trong cái chuyến đi đó. Vậy thì khi chúng ta biết được ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta sử dụng nó, thì đời sống của chúng ta sẽ được phước và chúng ta sẽ được có sự dạn dĩ để chúng ta tiếp tục làm chứng về Chúa Giêsu của chúng ta. Cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là có những cái điều mà người ta nói nghịch lại với ân tứ của chúng ta. Và điều tệ hại hơn đó là ngày hôm nay có một cái trào lưu hay là có một cái phong trào, người ta cho rằng là ân tứ quyền năng hoặc là những sự chữa lành giải cứu của Đức Chúa Trời ngày hôm nay không còn có nữa. Và người ta nói rằng là những người mục sư chữa lành rồi nói tiếng lạ đều là tà giáo. Nếu chúng ta là người được kinh nghiệm quyền năng của Chúa cho đời sống của chúng ta,
mà chúng ta đối diện với những điều đó, anh chị em sẽ đối diện như thế nào? Sau khi tôi cùng với mục sư Trương Quý và cũng như là những anh chị em khác ở trong đoàn 12 người đi qua Nigeria để gặp tiên tri W. Sua vào năm 2018, thì sau khi chúng tôi đi về thì chúng tôi bị ném đá và bị chỉ trích. Có hẳn một cái trang web người ta đăng hình của chúng tôi và đăng tên của chúng tôi luôn. Trên đó có cái danh sách của những mục sư đi trong cái đoàn đó gặp tiên tri W. Sua. Đó là những người mà gặp tiên tri W. Sua đó đều là những người tà giáo hết. Và tên của mục sư Trương Tuấn cũng được trân trọng, viết hoa in đậm gì đó ở trên đó. Tôi không hề biết anh chị em, tôi không hề biết. Sau đó vài tháng thì tôi qua một cái người con gái chú khác nói lại với tôi và tôi biết điều đó. Lúc bắt đầu thì tôi không có sợ, nhưng mà về sau á thì tự nhiên trong lòng của tôi cảm thấy có một cái sự trùng lại. Tôi nói thôi bây giờ nếu mà người ta mà tấn công mình quá là thôi, mình cứ im lặng, mình hầu vị Chúa thôi, chứ mình cương chi, mình trường đầu ra làm chi. Thế là tôi giảm lại cái việc dịch những cái video của tiên tri W. Sua. Và tôi cũng bị trùng xuống ở trong cái sự cầu nguyện chữa lành. Sau này thì khi mà tôi biết một điều rằng là chính cái người mà đăng cái thông tin đó đó anh chị em, thì cái người đó lại là cái người chống đối lại với những tôi tới Chúa đầy ơn và quyền năng của Chúa, như mục sư Huỳnh Quốc Khánh rồi những mục sư bên mũi tuần khác. Tôi phát hiện ra rằng là wow, không phải là cái người này nó đúng đâu, nhưng mà cái người này có một dạng linh. Bởi vì nó khiến cho cái người đó cái suy nghĩ rằng là ân tứ quyền năng ngày hôm nay không còn nữa. Mà tôi đã trỗi dậy và tôi ăn năn với Chúa, bởi vì tôi đã bị đe dọa, nhưng mà tôi đã không có xử lý với gốc rễ của sự đe dọa đó. Và tôi đã trỗi dậy và tôi tiếp tục tôi rao giảng về Chúa Giêsu là đấng có thể chữa lành cho chúng ta, Chúa Giêsu là đấng có thể giải cứu chúng ta, Chúa Giêsu là đấng có thể đem đến quyền năng để đáp ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, khi mà tôi giảng dĩ, tôi rao giảng như đó, thì ơn và sự giàu Chúa được tiếp tục trở lại cho đời sống của mình. Tôi cảm thấy như mình được nghiến lại cái ơn mà Chúa ban cho mình. Và tôi đã gặp tiên tri Giêsu vào năm 2018 và ông đã đặt tay cầu nguyện cho tôi. Và ông đã nói với tôi rằng là, nói với chúng tôi rằng là tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, nhưng mà anh chị em cần phải chuyển giao những ân tứ quyền năng phước hạnh đó đến cho những con cái Chúa ở tại Việt Nam. Nhưng mà khi mà tôi về Việt Nam thì tôi gặp ngay lập tức cái sự chống đối và chỉ trích, thì tôi đã không có làm được điều đó. Và cảm ơn Chúa rằng là đã có một số người cũng tin vào trong trong quyền năng của Chúa, và họ nhờ tôi đặt tay vào và phước hạnh của Chúa đã đến. Tôi chia sẻ điều này để cho anh chị em thấy rằng là thật sự có những khi Chúa ngài thăm viếng hành động cho đời sống của chúng ta, nhưng mà có những người họ không đồng tâm tình với chúng ta, hoặc là họ đang ở dưới một cái sự điều khiển của một thế lực đang chống nghịch lại với ân tứ và quyền năng của Chúa mà họ không biết. Và tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy rằng là trong những ngày sau đó thì Đức Chúa Trời ngài sẽ đổ thần của ngài khắp ở trên mọi loài xác thịt, con trai và con gái ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, những người già cả sẽ thấy chiêm bao và những kẻ trẻ trẻ sẽ thấy điềm lạ. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 17 và ở trong Khải Huyền đoạn số 22 câu số Khải Huyền đoạn số 22 câu số 17 thì Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống một cách nhưng không. Như vậy thì Kinh Thánh không kết thúc với những từ đó là ân tứ quyền năng phép lạ dấu kỳ đến từ Đức Thánh Linh đã kết thúc sau khi sách Khải Huyền này được chép ra. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là ai khao khát hãy đến. Amen, anh chị em, đây là một lời mời gọi mà Chúa kêu gọi chúng ta. Thậm chí ngày hôm nay đó anh chị em, nếu anh chị em đang nghe những lời này và anh chị em khao khát Thánh Linh của Chúa, khao khát quyền năng của Chúa đến trên anh chị em, hãy đến với Chúa Giêsu Christ, hãy đến với Thánh Linh, hãy đến với Chúa Trời của chúng ta. Ngài là đấng giàu lòng thương xót, ngài sẽ chữa lành cho anh chị em. Amen. Nếu anh chị em đang lắng nghe lời của Chúa qua online internet giờ phút này, tôi cầu nguyện xin Chúa Giêsu Christ đến bên cạnh anh chị em và chữa lành cho anh chị em. Cũng có một người ở Bạc Liêu cũng nhắn tin cho tôi nói rằng là mục sư ơi, mẹ của em thường hay nghe những bài giảng của mục sư và có lần kia bà bị đau nhức khắp người, bà mở bài giảng lên bà nghe và bà đã được Chúa chữa lành. Lúc mà nghe mục sư giảng thì khỏe lắm, nhưng mà khi mà tắt đi cái là bị mệt trở lại, thế là bà mở lên lại cái bài giảng đó, nghe một hồi hết bài thì mới lành. Cảm ơn Chúa. Cái lời làm chứng đó tôi thấy một điều rằng là không phải là chính mình anh chị em, nhưng mà là lời của Chúa chữa lành cho con người chúng ta. Chính lời của Chúa ở trong bài giảng đã khiến cho chúng ta được chữa lành. Lời của Chúa có quyền năng anh chị em. Và tôi thấy một điều rằng là dù chúng ta biết hay là không biết thì Chúa vẫn là đấng quyền năng. Amen. Có ai đó
được Chúa ngài chữa lành qua những lời mà chúng ta chia sẻ, qua những lời Chúa mà chúng ta rao ra. Xin Chúa ngài tiếp tục làm ơn và chữa lành cho anh chị em. Bởi vì ngày hôm nay ân tứ Thánh Linh của Chúa vẫn còn tiếp tục và sẽ đầy dẫy cho những tấm lòng đang khao khát và tìm kiếm Chúa. Anh chị em có muốn trở thành một cái bình đầy dẫy phước hạnh của Chúa để đem sự sống và quyền năng của Chúa đến cho nhiều người đang đói khát ở ngoài kia hay không? Nếu anh chị em đồng ý, tôi khích lệ anh chị em hãy cùng đứng lên với tôi và chúng ta cùng cầu nguyện trong giờ phút này. Xin Chúa ngài nhen lại ơn của ngài ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa ngài đổ đầy tấm lòng khô hạn của chúng ta để chúng ta buổi sáng nay không những chúng ta chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng ta sẽ được đông đầy theo linh của Chúa. Xin Chúa ngài ban ơn và sức dầu cho những ơn mà Chúa đã từng ban cho chúng ta. Những ai chúng ta được ơn chữa lành trong những ngày tháng qua mà chúng ta bị mai một đi, xin Chúa ngài sức dầu cho ơn chữa lành đó để chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân và chúng ta sẽ tiếp tục bước ra để đặt tay trên những người đau và cái đau sự lành. Để chúng ta có ơn Thánh Linh Tri, chúng ta hãy cầu xin Chúa ngài kích hoạt lại ơn Thánh Linh Tri đó cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta không có bị mai một đi trong cái ơn đó. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ là buổi sáng tốt lành mà Chúa ban cho anh chị em. Ơn tiên tri sẽ được khai phóng vào trong tâm linh của anh chị em, để anh chị em có thể hoạt động trong ơn tứ của Chúa một cách đúng đắn. Ơn tứ đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà anh chị em cần phải sử dụng nó một cách đúng đắn, một cách chính xác theo lời của Chúa. Đừng sử dụng theo cách riêng của con người chúng ta. Hallelujah, hãy để Chúa ngài thăm viếng chúng ta giờ phút này. Hãy để Chúa ngài đóng đây anh chị em. Hãy để cho Chúa ngài có thể tẩy sạch tấm lòng của anh chị em, và anh chị em sẽ trở thành một cái bình đầy dẫy sự trong sạch và thánh khiết ở trong tay của Chúa, để ngài có thể đổ đầy ơn của ngài cho những người khác xuyên qua đời sống của anh chị em. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, xin hãy chữa lành cho nhân sự của ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Quyền năng còn khai phóng quyền năng chữa lành của ngài vào trong nhân sự của Chúa. Những ai chúng con đang có bệnh tật ở trong người, xin Chúa ngài dùng lời của ngài để chữa lành cho anh chị em con trong danh Chúa Jesus Christ. Ngài sai lời của Chúa ra và lời của Chúa chữa lành cho họ trong danh Chúa Jesus Christ. Ôi Chúa ơi, ngài thấy có những anh chị em chúng con đang khao khát để tìm kiếm ơn phước của ngài trong buổi sáng nay. Nhưng mà điều mà chúng con khao khát hơn nữa đó là chính tấm lòng của ngài trên đời sống chúng con. Chúng con khao khát tìm kiếm mặt của ngài, chúng con tìm kiếm ý muốn của ngài, chúng con tìm kiếm sự hiện diện của ngài trên đời sống của chúng con. Khi có Chúa rồi thì đời sống của chúng con sẽ được đầy dẫy quyền năng của Chúa. Đấy, Chúa xin hãy đến nơi trời mọi chúng con, để đến nơi trời mọi chúng con giờ phút này, để chúng con không phải chỉ được thất là quyền năng mà thôi, nhưng mà lòng của chúng con hôm nay dậy ân điển, tình yêu thương của Chúa, sự vui mừng của ngài ở trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn ngài. Hallelujah, hallelujah. Hãy nhen lại ơn tứ của Chúa cho đời sống anh chị em. Nhen lại bằng cách là chúng ta hãy nói tiếng lạ, hãy nói tiếng mới ở trong danh Chúa Jesus Christ. Hãy mở miệng ra và để Thánh Linh của Chúa ngài thăm viếng hành động cho đời sống của anh chị em. Bởi vì thời giờ này là thời giờ mà chúng ta sẽ được tự do để chúng ta được cầu nguyện với Chúa. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ ra khỏi đây. Nhưng anh chị em ơi, hãy cầu xin Chúa với một sự khao khát rằng Chúa ngài sẽ chữa lành chúng ta, ngài sẽ giải cứu chúng ta được khỏi những nan đề. Khi chúng ta có Chúa ngài dừng chân, ngài dừng chân lại cuộc đời của chúng ta. Khi có Chúa ngài đến bên cạnh anh chị em, hãy nắm chặt lấy Chúa, đừng để cho Chúa rời xa khỏi mình. Hãy để cho Chúa ngài có thể ở trong nhà của mình. Hãy để cho Chúa ngài có thể ở trong tấm lòng của cuộc đời của mình mãi mãi anh chị em. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.